Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, thông tin xây dựng tượng đài và cổng chào trị giá hàng tỷ đồng trong bối cảnh đời sống của người dân còn đang rất khó khăn, một lần nữa lại khiến dư luận quan tâm. Chúng tôi xin không bàn về nghệ thuật vì trên thực tế có những tượng đài chỉ là những khối xi măng hay là tảng đá vô nghĩa. Mà ở đây chúng ta đặt ra một câu hỏi, đó là vì sao phong trào xây tượng đài ở Việt Nam lại nở rộ đến như vậy, khi mà nhiều địa phương vẫn còn nghèo lên kế hoạch xây dựng tượng đài và quảng trường với kinh phí đến hàng chục và hàng trăm tỷ đồng. Những tượng đài đó có thực sự cần thiết và phù hợp hay chưa? Và đây cũng sẽ là nội dung mà Chuyện tối nay sẽ bàn luận với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn và quý vị khán giả sẽ cùng xem những hình ảnh sau đây. Thuộc diện được hỗ trợ giảm nghèo, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn chi 14 tỷ đồng để xây dựng tượng đài chiến thắng. Công trình này kinh phí dự toán khoảng 14 tỷ đồng, đã kéo dài 3 năm nay chưa hoàn thành. Vĩnh Thạnh, một trong ba huyện miền núi nghèo của tỉnh Bình Định, cũng đang hoàn thành tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh với vốn đầu tư hơn 48 tỷ đồng. Trong khi chưa trả hết món nợ hơn 50 tỷ đồng vì bị tố mắc nợ nhiều cá nhân trong và ngoài cơ quan, nhưng huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vẫn làm tờ trình xin xây dựng tượng đài với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng khiến dư luận băn khoăn. Còn gần đây nhất, thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang trích ngân sách xây dựng cổng chào với tổng kinh phí 6,8 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, thuộc diện được hỗ trợ giảm nghèo, huyện Phước Sơn, Quảng Nam vẫn chi 14 tỷ đồng để xây dựng tượng đài chiến thắng. Công trình này kinh phí dự toán là kéo dài khoảng 3 năm và đến nay thì vẫn chưa hoàn thành. Vĩnh Thạnh, một trong ba huyện miền núi nghèo của Bình Định cũng đang hoàn thành tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh với vốn đầu tư là 48 tỷ đồng. Và những con số trên thì chúng ta có thể thấy là việc xây dựng tượng đài hay là quảng trường lên tới hàng chục tỷ đồng lại diễn ra ở cả những địa phương còn nghèo mà thực tế là ngân sách của họ còn phụ thuộc vào Trung ương. Vậy thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đó là vì sao lại có chuyện bất hợp lý như vậy ạ? Thực ra thì ở đây theo quan điểm của riêng tôi thì không có câu chuyện gì là bất hợp lý cả. Cái gì nó tồn tại thì nó cũng có lý do hợp lý của nó. Vấn đề là chúng ta giải thích nó từ góc độ nào mà thôi. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là cái việc mà xây tượng đài ấy, thì nó có những cái lý do về chính trị, lý do về kinh tế và lý do về văn hóa của nó. Đối với chính trị thì có thể việc xây dựng các tượng đài có thể là giúp quảng bá hình ảnh của một địa phương, giúp cho lãnh đạo địa phương họ có một cái nhiệm kỳ thành công, vân vân. Về mặt kinh tế thì có thể thiệt hại cho nhà nước, nhưng mà có thể có một những bộ phận người nhất định thì lại có những cái lợi ích về mặt kinh tế hay là về mặt văn hóa nữa. Thì đúng là đối với một vùng đất ấy, thì việc xây dựng tượng đài ấy, có thể là một cái điểm nhấn của một vùng đất. Nó có thể tạo ra sức hấp dẫn, có thể tạo ra những điểm mới về mặt văn hóa của một vùng đất. Thế nên là có rất nhiều lý do cả tích cực cả tiêu cực khiến cho cái việc xây dựng tượng đài nở rộ trong thời gian vừa qua. Vâng ạ, chúng ta có rất là nhiều mặt để có thể nhìn nhận một vấn đề. Thế nhưng mà với ông là một người nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật thì ông thấy là khoảng chục năm nay thì xây dựng tượng đài ngày một nhiều và nở rộ lên tại các địa phương. Vậy thì ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ? Ở đây thì chúng ta phải nhận thức câu chuyện là như thế này. Tức là không có nghĩa rằng chúng ta chưa có truyền thống xây tượng đài thì bây giờ chúng ta nhất quyết không được xây tượng đài nữa. Ở đây thì tôi thì vẫn cho rằng ấy, là việc xây tượng đài ấy, là cần thiết. Vấn đề là nó không nằm ở câu chuyện là tượng đài, mà vấn đề là cái chuyện là chúng ta xây ở đâu, xây lúc nào, xây trong cái địa điểm nào, vân vân. Thế thì cái câu chuyện này trong cái thời gian vừa qua thì rõ ràng là chúng ta có thấy có một cái phong trào xây dựng tượng đài. Có lẽ là theo tôi nó có những cái lý do hợp lý, nhưng mà nó cũng có những cái lý do mang tính bắt chước. Các địa phương này có tượng đài mà địa phương kia không có tượng đài thì đó cũng là cái sự băn khoăn của lãnh đạo địa phương hay là lý do này lý do khác. Chính vì thế nên là cái việc xây dựng tượng đài trở thành phong trào là vì lý do như vậy. Vâng ạ, cái từ bắt chước mà ông dùng liệu có phải là theo lối tư duy khanh đua thành tích không ạ? Chúng ta cũng có thể hiểu ở một mức độ nhất định là có thể có cái sự ganh đua. Tuy nhiên thì ganh đua chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Theo tôi thì nó cũng có nhiều lý do. Tại vì là chúng ta chẳng hạn như là chúng ta sắp kỷ niệm một loạt những cái ngày kỷ niệm chẳng hạn, hay là nó có mốc này mốc kia. Thế thì khi mà người ta muốn đánh dấu việc kỷ niệm này, việc kỷ niệm kia ấy, thì cái việc xây tượng đài là một trong những cái hành động để thiết thực hóa, để hiện thực hóa cái câu chuyện đó.
Thì đây có lẽ là một cái lý do mà tôi nghĩ là cũng là một cái lý do hợp lý, bên cạnh cái lý do là bắt chước, bên cạnh cái lý do là phong trào. Vâng ạ. Và đúng như là ông chia sẻ thì việc xây tượng đài nó có rất là nhiều những khía cạnh, có những tiêu cực và có những tích cực. Vậy thì theo ông chúng ta nên làm như thế nào để có thể cân bằng và việc xây dựng tượng đài nó có thể trở nên tích cực hơn trong suy nghĩ của người dân ạ? Ở đây thì tôi vẫn luôn luôn nhấn mạnh rằng là xây dựng tượng đài ấy là không có lỗi. Thậm chí là những người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như chúng tôi ấy, thì chúng tôi luôn luôn cổ vũ cái việc là chúng ta có thêm tượng đài. Thậm chí là những cái tượng đài mà chúng ta có ấy, nó vẫn còn ít so với lại những cái mong muốn của những người làm văn hóa nghệ thuật. Tất nhiên đó là tượng đài gì, tượng đài cho ai, tượng đài để làm gì. Thế thì những đấy là những câu chuyện cần phải tính toán thôi. Tại vì một vẻ đẹp của một đất nước, đặc biệt là một vẻ đẹp của một cái đô thị ấy, thì nó cần có những cái không gian công cộng. Trong những không gian công cộng như vậy ấy, chúng ta việc chúng ta có các tượng đài để chúng ta kỷ niệm, để chúng ta vinh danh ấy, thì nó là một cái hoạt động tôi nghĩ rằng là hợp lý. Tất nhiên để có một cái tượng đài nó phù hợp với lại cái trình độ phát triển của đất nước ấy, thì chúng ta cần phải có một số những cái giải pháp quan trọng. Một trong số những giải pháp quan trọng theo tôi là làm sao cho công việc xây dựng tượng đài này nó minh bạch. Nó minh bạch với tất cả những bên có liên quan, không chỉ là câu chuyện là nhà nước biết. Câu chuyện này cần phải biết, phải được bàn thảo rộng rãi ở trong cả người dân nữa. Một cái tượng đài này liệu có phù hợp với lại người dân hay không, liệu có phù hợp với lại kinh tế của địa phương hay không, hay là các cái vấn đề khác. Tức là mọi bên liên quan phải được tham gia vào quá trình xây dựng tượng đài. Có một cái sự minh bạch như thế, cộng với lại ý thức về câu chuyện là quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển địa phương, để sao làm sao cho một cái tượng đài xây ra nó không bị lãng phí ấy, thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta có được những tượng đài nó vừa tôn vinh lịch sử, nó vừa tôn vinh văn hóa dân tộc, nó vừa tôn vinh những giá trị của nghệ thuật, nhưng đồng thời nó không gây ra những bất cập mà chúng ta đang gặp trong thời gian vừa qua. Vâng, ông có thể nói rõ hơn về những tượng đài tôn vinh, cụ thể hơn đó là trong những trường hợp nào thì chúng ta có thể xây dựng tượng đài và cổng chào là thực sự cần thiết ạ? Ở đây thì chúng ta thấy rằng thế này, trong một cái quy hoạch đô thị ấy, thì chúng ta cần phải có điểm nhấn. Trong những cái điểm nhấn đấy thì cổng chào hay là tượng đài ấy là cái một trong số những lựa chọn. Nhưng tôi không nói rằng đây là những lựa chọn bắt buộc phải có, nhưng có thể là một lựa chọn. Thế thì việc là chúng ta có thể lựa chọn cái tượng đài này hay là cái cổng chào làm sao thì cho nó phù hợp. Thứ nhất là phù hợp với lại văn hóa của vùng đất, trình độ phát triển kinh tế xã hội của một vùng đất, và đặc biệt là nó xuất phát từ ngay chính nguyện vọng của những người dân nữa. Thế thì làm được những cái câu chuyện đó thì cái việc xây dựng tượng đài của chúng ta nó sẽ phù hợp, và nó cũng cần thêm những câu chuyện liên quan đến quy hoạch cảnh quan thành phố. Nếu chúng ta có được những cái tính toán như vậy, có được những điểm nhấn như vậy, nó phù hợp với những cái đặc điểm như vậy, thì tôi nghĩ rằng là việc xây dựng tượng đài chắc chắn là sẽ không nhận được cái sự phản đối đâu. Đấy, hay là ít sự phản đối hơn. Tại vì thực ra ở trong xã hội, mọi vấn đề trong xã hội ấy, đều nhận được những ý kiến trái chiều, những ý kiến khác nhau. Ở đây chúng ta phải cân bằng tất cả các cái lợi ích. Có những cái hôm nay làm nó không phù hợp, nhưng sau này nó sẽ rất phù hợp. Chúng tôi có rất nhiều những bài học tương tự như vậy. Ví dụ như là khi xây dựng cái tháp Eiffel chẳng hạn. Thì ngay sau khi xây dựng xong cái tháp Eiffel thì người dân Paris người ta đã phản đối cái câu chuyện là tại sao để một cái khối sắt kỳ cục đến như vậy ở giữa trung tâm của Paris. Nhưng sau đó tháp Eiffel đã trở thành biểu tượng của Paris. Thế thì chúng ta cũng không hoàn toàn là dựa vào một số những ý kiến chủ quan nào đó. Những cái nhà quản lý xã hội, quản lý văn hóa cũng phải có một tầm nhìn nhất định để chúng ta có những cái tượng, có những cổng chào nó phù hợp. Tất nhiên không thể bỏ qua ý kiến của các bên liên quan, không thể bỏ qua những ý kiến của người dân. Tính toán một cách hợp lý như vậy thì chúng ta sẽ có những cái bức tượng nó đẹp, nó tôn vinh lịch sử, nó tôn vinh văn hóa, và nó là một cái điểm nhấn của một thành phố. Và các cổng chào cũng tương tự như vậy. Vâng ạ. Bên cạnh việc là chúng ta cần phải minh bạch, bên cạnh việc là chúng ta cần phải có tầm nhìn quy hoạch, thì chúng ta còn có những cái biện pháp nào để cho việc xây dựng cổng chào hay là xây dựng tượng đài có thể được trở nên tích cực hơn trong suy nghĩ của người dân như câu chuyện tháp Eiffel mà ông vừa chia sẻ không ạ? Ở đây thì chúng ta khi làm một cái gì ấy, thì chúng ta cũng phải có một cái kế hoạch. Ngoài những cái mà như chúng ta đã nói ấy, thì cái câu chuyện ở đây tôi muốn nhấn mạnh ấy, là một cái việc xây dựng một cái tượng đài, đây là một cái câu chuyện rất là quan trọng đối với phát triển của một đô thị, một vùng đất, một địa điểm.
Thế thì cái câu chuyện này cần phải được đưa ra thảo luận. Tại vì không phải ai cũng có đủ kiến thức, không phải ai cũng có đủ thông tin để xây dựng, để hiểu về cách xây dựng của một tượng đài, để hiểu về ý nghĩa của tượng đài đối với lại cái vùng đất đó, đối với lịch sử, đối với lại cả tương lai của vùng đất và cả dân tộc nữa. Thế thì khi mà chúng ta đưa người dân vào tham gia quá trình thảo luận ấy, thì họ sẽ có những ý kiến khác nhau, chúng ta chấp nhận câu chuyện đó và họ cũng có thể đóng góp cho chúng ta trong cái việc xây dựng tượng đài, và đồng thời họ cảm thấy là những ý kiến của mình được tôn trọng. Cái điều đó tất cả đến từ nhận thức ấy, nó sẽ vô cùng quan trọng để cho chúng ta tạo được sự đồng thuận, tạo được sự thống nhất và tạo được sự hiểu biết một cách đầy đủ về các tượng đài. Ở đây tôi vẫn nhấn mạnh câu chuyện tượng đài không có lỗi, các công trình nghệ thuật không có lỗi, cổng chào cũng không có lỗi. Vấn đề của chúng ta là làm sao cho những câu chuyện này nó thực sự, nó đóng góp vào sự phát triển của dân tộc, nó tạo ra vẻ đẹp, nó điểm nhấn cho một đô thị, một thành phố, một địa phương. Làm được điều đó, chúng ta sẽ tránh được câu chuyện là tạo ra cái sự nở rộ trong tượng đài, tạo ra những tượng đài giống nhau, chất lượng thấp, hay là nó có những vấn đề này kia mà chúng ta cần băn khoăn, mà chúng ta đã băn khoăn trong thời gian vừa qua. Như vậy là chúng ta nên xây dựng tượng đài, tuy nhiên cần phải minh bạch, cần phải có góc nhìn về rất là nhiều phía như là lịch sử, văn hóa và đặc biệt là vấn đề quy hoạch, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã đến với Chuyện Tối Nay ngày hôm nay và chia sẻ những góc nhìn rất là khách quan về vấn đề mà chúng tôi đã gửi tới quý vị khán giả. Một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.